cô mà cô lúc thấy ăn đi bán xé cho hà tươi với cô á, là cổ hỏi lắm anh á, mấy về cái nhà cái nhà cái nhà hả? đâu đây nè, Ôi. giờ mời khán giả coi coi cầm thử rồi cô gan Dạ anh cầm đi anh Phương. nè, em cầm thử coi đây nè quý vị, á đó con ấy à, ngôi sao ngôi sao nữa quý vị, khô gan luôn. Rất là tài đẹp không đó, để cho quý vị xem đó, đây là ngôi sao mà bé An đã làm, xếp rất là tài năng ha. Đó. Bây giờ bé An Mà khó một cái nè, khô mà khô nè, không có ướt tay luôn nè quý không vị. Tay luôn. Phong đang lặn lặn để mà cho quý vị xem đây, không ướt luôn. Không ướt luôn. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay Phong sẽ gửi đến cô chú anh chị một cái đoạn video về một cái nhân vật rất kỳ lạ, xếp hạt bằng lưỡi đó, và xỏ kim bằng răng, mà một lỗ kim rất nhiều sợi chỉ luôn. Một điều kỳ thú Phong muốn gửi đến quý cô chú anh chị nha. Hãy cùng Phong khám phá những cái điều lý thú trong cuộc sống hàng ngày. Và đây là bé An, là một cái điều kỳ thú để gửi đến quý cô chú anh chị. Rồi hãy cùng Phong. Dạ chào cô, đây đây là mẹ bé An. An nhiêu tuổi đây? Bà tám rồi, giờ kêu bé gì nữa, kêu em được rồi ha. Nó già 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 đâu, già nhìn cậu chế măng kìa, già rồi, già rồi, già rồi, già đâu già không biết nữa. Bữa nay một năm rồi đó mới ghé thăm An đó. Kính thưa quý vị, đây là em An nha. Phải nói chứ cái này là xương của An sao cô? Như là tay chân của nó đâu có nhúc nhích gì được, không cử động được, đâu có nhúc nhích gì đâu. Không nhúc nhích được ha. Chỉ là cái lưỡi thôi. Chỉ là nó chỉ có cái bộ phận cái đầu thôi. Là cái đầu hiện giờ là vẫn tỉnh táo. Dạ, tỉnh táo cái gì cũng là thanh hoạt cái đầu thôi chứ không có còn sinh hoạt bộ thân được. Dạ. Cái tay có cũng chưa cử động được không? Không nè, ủa rồi khớp xương mà hở rồi nè, mấy cái này là nó hở rồi nè, nó hở nha, bởi nó mới không có. Vậy có khó chịu không An? Quen ha, quen vậy là chắc cũng không có đau gì hết hả cô? Là nó một thùng thuốc nè, dầu thuốc chứ thuốc rượu đủ thứ hết trơn, đủ không thiếu gì hết trơn. Những lúc trời lạnh á, có ảnh có là nhức đau nhức gì không An? Là cháu mình ngủ mình lạnh này, còn nó phải ngồi cái bô á, rồi nó ngồi nó dựa cho đây nè, nó không có nằm xuống như mình ngủ được. Rồi ban đêm nó cô đâu ngủ, phải nó là tay tiếng nó tới 2-3 giờ nó mới ngủ, rồi 2-3 giờ cô phải thức sửa nó cho tới sáng, sửa giò sửa tay sửa chân, bị như nó ngồi một chỗ đó phải nhúc nhích cho nó, làm cho cơ thể nó máu nó chạy, nó đừng nhức mỏi lắm. Rồi con hiểu rồi, cũng như là phải cho cái máu lưu thông ha, chứ không có để một chỗ được. Ủa phải ngồi lên cái bô hả? Phải ngồi lên cái bô mới ngủ được. Nó không có nằm như vậy mà ngủ đâu. Rồi em ăn uống đâu được không con? Ăn uống thì nó cũng ăn ít lắm, bị gì như nó nằm chỗ rồi quá như mình đó, rồi ăn vô là nó đau một tỷ, nó đau thường xuyên luôn. Con có nghe nói là anh Phong vẫn có nói là cách đây không một năm gì trước anh có không đó, anh Phong có ghé đây là bé An có cái biệt tài là xếp hạt dẻ sổ kim rất là hay, xếp hạt giấy. Hạt giấy hả? Hạt giấy chứ hạt dẻ là hạt dẻ, hạt dẻ An không biết xếp rồi nha. Dạ An luôn hả? An bắt đầu xếp cho mấy anh trai. Nhất là bây giờ con xếp cái là người sao thì chúc cho mấy anh người ta may mắn. Xếp sao hả? Ở sau trước đi rồi xếp con cò, con hạt, con tàu, tiền sao. Mời quý vị xem bé An xếp nha quý vị. Trời ơi, mới đưa vô có bập liền ha. Dễ thương không? Dạ hơi rồi, tắt đi coi. Để cho anh xếp coi có được. Cái miệng lặn 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 thấy ghét hơn.
Ê, chọc chọc vô làm nha. Thương. Cô gì chú ý xem cái gì. Đang xếp rất là lẹ luôn. Gió thổi nó bay bay vậy có ảnh hưởng không An? Thôi chắc đang tập trung. Rồi ngậm vô hết luôn rồi đó. Rất là độc lạ. Ngậm vô hết rồi. Trong lúc mà đợi An xếp coi sao thì để hỏi là An là bị cái bệnh này nè, là thời gian bao lâu rồi vậy cô? Hồi lúc 5-6 tuổi là với An nó còn đi được á, rồi tới 7 tuổi đó là nó mới không đi. 7 tuổi? Có 7 tuổi rồi nó nằm tới bây giờ là từ có 7 tuổi rồi nằm tới bây giờ, như là nó nằm 31 năm. 31 năm. Dạ. Rồi 31 năm đằng đẵng mà bây giờ là 38 thì 38 tuổi nhưng mà từ lúc 7 tuổi á. 7 tuổi nó mới không, nó nằm tới giờ là nó dạ. Nằm là 31 năm rồi, bây giờ 7 tuổi nó nằm. Bây giờ nó 38 tuổi rồi. Dạ. Thì đó, bởi vậy là 31 năm nhưng mà lúc mà 7 tuổi á, từ lúc nhỏ đến 7 tuổi á là vẫn bay nhảy bình thường. Không, nó cũng yếu xèo là nó yếu. Đi. Nó khoảng 4 5 tuổi là nó đi hai cái giò nó quạt ra rồi. Dạ. Rồi từ từ ha, nó yếu rồi tới 7 tuổi là nó nằm được cái nhà. Lúc mà 5 tuổi là đã nó quạt là cái chân nó đã yếu rồi. Cái chân nó yếu. Nó không có chống chọi được rồi. Nó đi nhưng mà hai cái giò nó hơi bè ra rồi. À dạ. Ai nói mình làm ha. Đúng rồi, ai nói làm. Giờ đi chợ ngoài này có chút xíu ngoài này mà 3 năm mà nó chưa đi. Đó. Chưa ha. 3 năm mà chưa đi đó. Dạ. Rồi em ăn là trai hay gái hả cô? Gái. Dạ. Hồi nãy là thiếu em rồi phải không? Mặt là đẹp gái mà. Cười. Tôi đang xếp hạt xếp ngôi sao chứ. Nè đang xếp ngôi sao. Năm rồi con ghé đó là xếp tặng con một dây ngôi sao với gì nè. Con hạt luôn. Dạ con hạt rồi tàu thiền rồi bánh uống rồi kia cũng đủ. Đúng rồi quá trời luôn. À, quý cô chú anh chị hãy theo dõi em An ha. Em An bị tài phải nói là sếp. Đó tới kìa, xong rồi hả? Chưa. Chừng nào xong là đưa ra. Đưa ra là chú gan này nha. Dạ. Hay vậy đó hả? Có một điều là An thì ngậm cái miếng đó trong miệng ha. Nhưng mà đưa ra đó là không có dính nước bọt không cơ? Không. Ồ, đó, cái điều đặc biệt vậy đó. Sếp bằng cái lưỡi không nữa hả? Chứ Phong mà ngậm vô Phong đưa ra là nước miếng tự lơ luôn. Anh ngậm hay mà từ đó nó chỉ tôi làm thử, tôi ngậm vô thử là nước miếng không tàn làng làm có được. Dạ đó vậy sao được một điều lý thú quá chứ ông trời cũng xanh rồi ông cho cứ bị tài mà nhưng coi là còn mà điều con thắc mắc đó là mình xếp á là mình còn dòm nó còn chưa thành ngôi sao đi nhưng mà thế nào nó có cái tài. Không ai làm được. Dạ. Tại vì con thấy là cửa con thì sự thật là không có cái gì cũng nhả. Dạ đúng rồi. Tại vì như là cô mà cô lúc thứ ăn đi bán số cho hồi tiên với cô đó, là cỡ 7 tháng năm đó là mấy thì cái nhà nhưng mà cái nhà này đó là ba cái thứ ăn xây bằng bình ôm ông nước ẩm dạ. Tới bây giờ là coi như là cũng còn một cỡ thứ ăn còn một cỡ này thôi rồi. Không có tiền làm nữa, rồi em mới ra nè ha. Rồi xong rồi ha. Xong. Ôi. Giờ mời khán giả coi cầm thử là cô Giang. Dạ, dạ. Anh cầm đi anh Phương. Nè, em cầm thử coi. Đây nè quý vị. Ngôi sao. Ngôi sao nè quý vị. Cô Giang luôn. Ừ. Rất là tài, đẹp không? Đó, để cho quý vị xem. Đó, đây là ngôi sao mà bé An đã làm. Rất là tài năng ha. Đó. Rồi bây giờ mới ăn. Mà khó một cái nè, khô mà khô nè, không có ướt tay luôn nè quý vị. Ướt tay luôn. Phong đang lặng để mà cho quý vị xem đây, không ướt luôn. Không ướt luôn. Này ừ. Làm xong cái nuốt miếng vô hết trơn hay gì nè. Không biết ở đâu à, có ướt không. Ủa giờ chuẩn bị là làm gì nữa cho cô? Xếp con hạt. Hạt ha. Xếp con hạt.
Thank you.